Xin kính chào quý mệnh chủ, chủ giúp thiền Nam Mạng đang coi video này. Tại sao chúng ta phải tìm người sống đất và tìm hãy hạp để sống đây? Thêm phong thủy chuyện phương sẽ giải đáp tất cả. Chỉ mong quý mệnh chủ hãy coi hết video này. Người xưa quan niệm rằng việc sống đất hay sống nhà có ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh tài lộc của gia chủ trong năm đó. Nếu tìm được người sống đất tốt hợp tuổi thì làm ăn nên làm ra thì mọi chuyện tốt lành. Nếu gặp người sông đất không hợp với gia chủ thì cả năm đó sẽ khó khăn, thì không may mắn. Sau đây là tất cả các tuổi để quý mệnh chủ chọn từ thiên can địa chi, ngũ hành và cung phi. Những kiên kỳ cần lưu ý khi sông đất. Sông đất là phong tục cầu mong may mắn, phúc khí cho gia đạo. Do đó, việc sông đất sẽ phải lưu ý một số kiên kỵ sau đây để ý nghĩa sông đất được trọn vẹn. Nữ giới trẻ em, nếu không phải gia chủ trực tiếp mời thì không nên đến nhà người khác sông đất. Khi đến chúc Tết, nên theo thứ tự, người nam bước vào nhà trước, người nữ và trẻ em vào sau nhà có tang, hoặc năm đó vừa qua có người ốm đau hoặc nạn, vì tránh đến nhà người khác sông đất thì sớm sẽ khiến gia chủ không vui. Không nên đến nhà người khác lúc giờ thường hoặc sáng sớm. Thời điểm thích hợp nhất là đến chiều mùng 1 trở đi, tốt nhất là nên sau ngày mùng 1. Người xung khắc kỵ tuổi gia chủ thì không nên đến sông đất. Thay phụ nữ mang thai hoặc đang đến tháng quá chồng không được sông đất. Khi đến sông đất thì không được mặc đồ đen, thay vào đó là những màu sắc tươi tắn như đỏ, hồng, vàng, xanh, để may mắn cho tất cả mọi người, bản thân và đặc biệt gia chủ. Đây là thông tin gia chủ. Thông tin gia chủ là địa chi, thìn, ngũ hành bản mệnh, phúc, đông hỏa, cung phi, ly. Phân tích các tuổi sông nhà cho gia chủ năm 1964 giáp thìn nam mạng có tất cả 20 tuổi dưới đây. Xin mệnh chủ hãy chọn. 1. Người tuổi Ất Dậu 1945 cộng điểm đánh giá 82/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là ly. Cung phi của người nam sinh năm 1945 là khảm, kết hợp trai gia du niên là thứ cát. Còn cung phi nữ sinh năm 1945 là cẩn, kết hợp trai gia du niên là họ hoài thứ hung. Vậy nên chọn người nam xong. 2. Người tuổi Mậu Tý 1948 tổng tiền đánh giá 48/100, tuổi này dưới trung bình, không chọn. 3. Người tuổi Bính Thân 1956 tổng điểm đánh giá 42/100, tuổi này dưới trung bình, cũng không chọn. Người tuổi Đinh Dậu 1957 tổng điểm đánh giá 42/100, tuổi này cũng dưới trung bình, cũng không chọn. 5. Người tuổi Canh Tý 1960 tổng điểm đánh giá 83/100. Xét về du niên, cung phi bát biến, cung phi gia chủ là ly. Cung phi của người nam sinh năm 1960 là tốn, kết hợp cho gia du niên là thiên y thứ cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1960 là khôn, kết hợp cho gia du niên lục sát tứ hôn. Vậy nên chọn người nam xong. 6. Người tuổi Mậu Thân 1968 tổng điểm đánh giá 72/100. Xét về du niên, cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là ly. Cung phi của người nam sinh năm 1968 là khôn, nếu kết hợp lại sẽ cho gia du niên là lục sát thứ hung. Còn cung phi của nữ sinh năm 1968 là khảm, kết hợp cho gia du niên là diên niên thứ cát. Nên chọn người nữ xong. 7. Người tuổi Kỷ Dậu 1969 tổng điểm đánh giá 82/100. Xét về du niên, cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là ly. Cung phi của người nam sinh năm 1969 là tốn, kết hợp trai gia du niên là thiên y thứ cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1969 là khôn, kết hợp sẽ trai gia du niên là lục sát tứ hung. Nên chọn người nam xong. 8. Người tuổi Nhâm Tý 1972 tổng điểm đánh giá 88/100. Xét về cung phi bát biến,
Cung phi của gia chủ là Ly, cung phi của Nam sinh năm 1972 là Khảm, kết hợp cha gia du niên là Diên Niên Tứ Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1972 là Cấn, kết hợp cha gia du niên là Ngọc Hải Thứ Hung. Vậy nên chọn người nam xong. Chín, người tuổi Bính Thân 1980, tổng điểm đánh giá 72/100. Xét về nhu niên, cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là Ly, cung phi của người nam sinh năm 1980 là Khôn, kết hợp cha gia trung niên là Lục Sát Tứ Hung. Cung phi của nữ sinh năm 1980 là Tố, kết hợp cha gia trung niên là Thiên Y Thứ Cát. Nên chọn người nữ xong. 10. Người tuổi Tân Dậu 1981, tổng điểm đánh giá 77/100. Xét về trung niên, cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Ly, cung phi của người nam sinh năm 1981 là Khảm, kết hợp cha gia du niên là Diên Niên Tứ Cát. Cung phi của nữ sinh năm 1981 là Cấn, nếu kết hợp cha gia du niên là Họ Hải Thứ Hung, vậy nên chọn người nam xong. 11. Người tuổi Giáp Tý 1984, tổng điểm đánh giá 53/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là Ly, cung phi của người nam sinh năm 1984 là Đòi, kết hợp cha gia du niên là Ngũ Quỷ Đại Hung. Cung phi của nữ sinh năm 1984 là Cấn, kết hợp cha gia Họ Hải Tứ Hung. Vậy hai tuổi này không xong được. Thì hai, người tuổi Nhâm Thân 1992, tổng điểm đánh giá 47/100, tuổi này dưới trung bình, không chọn. 13. Người tuổi Quý Dậu 1993, tổng điểm đánh giá 47/100, tuổi này cũng dưới trung bình, không chọn. 14. Người tuổi Bính Tý 1996, tổng điểm đánh giá 83/100. Xét về du niên, cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Ly, cung phi của nam sinh năm 1966 là Tố, kết hợp cha gia du niên là Thiên Y Thứ Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 1966 là Khôn, kết hợp cha gia du niên Lục Sát Tứ Hung. Vậy nên chọn người nam sau. 15. Người tuổi Giáp Thân 2024, tổng điểm đánh giá 77/100. Xét về du niên, cung phi bát biến, cung phi gia chủ là Ly, cung phi của nam sinh năm 2004 là Khôn, kết hợp cha gia du niên là Lục Sát Tứ Hung. Cung phi của nữ sinh năm 2004 là Khảm, nếu kết hợp cha gia du niên là Diên Niên Tứ Cát, nên chọn người nữ xong. 16. Người tuổi Ất Dậu 2005, tổng điểm đánh giá 82/100. Xét về du niên, cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là Ly, cung phi của nam sinh năm 2005 là Tốn, kết hợp cha gia du niên là Thiên Y Thứ Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 2005 là Khôn, kết hợp lại cha gia du niên là Lục Sát Tứ Thứ Hung. Nên chọn người nam xong. 17. Người tuổi Mậu Tý 2008, tổng điểm đánh giá 83/100. Xét về du niên, cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là Ly, cung phi của nam sinh năm 2008 là Khảm, kết hợp lại sẽ cho gia du niên là Diên Niên Tứ Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 2008 là Cẩn, kết hợp lại cho gia du niên là Họ Hải Thứ Hung. Vậy nên chọn người nam xong. 18. Người tuổi Bính Thân 2016, tổng điểm đánh giá 72/100. Xét về cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là Ly, cung phi của người nam sinh năm 2016 là Khôn, kết hợp cha gia du niên là Lục Sát Thứ Hung. Cung phi của nữ sinh năm 2016 là Tốn, kết hợp cha gia du niên là Thiên Y Tứ Cát. Nên chọn người nữ xong. 19. Người tuổi Đinh Dậu 2019, tổng điểm đánh giá 77/100. Xét về du niên, cung phi bát biến, cung phi của gia chủ là Ly, cung phi của nam sinh năm 2017 là Khảm, kết hợp cha gia du niên là Diên Niên Thứ Cát. Còn cung phi của nữ sinh năm 2017 là Cấn, kết hợp cha gia du niên Họ Hải Thứ Hung. Vì nên chọn người nam xong. 20. Người tuổi Canh Tý 2020, tổng điểm đánh giá 48/100, tuổi này dưới trung bình, cũng không nên chọn.
30 tập chúng tôi đã phân tích thật chứ chuẩn xác các tuổi vừa nêu trên. Mong sao quý bền chủ gặp được ngày hợp tuổi để sớm đắp có nhiều sự an bình, tiền tài, hạnh phúc. Đó cũng là niềm vui thật sự của chúng tôi. Thấy giá trị và hữu ích, xin ủng hộ chương trình để thêm nhiều động lực. Quý mền chủ chưa đăng ký, hãy nhấn nút đăng ký, nhấn hình cái chuông, hình ngón tay cái trên màn hình điện thoại của mền chủ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích nữa và hãy chia sẻ cho mọi người. Kim Phong Thủy Trịnh Phương xin cảm ơn mình chủ đã coi hết video này. Xin kính chúc mình chủ luôn gặp mọi sự tốt lành, an khang, phúc. Xin chào, hẹn gặp lại mình chủ các video tiếp theo. Bye bye.